Xin chào quý vị và các bạn. Nơi có thời tiết đáng chú ý nhất trong hôm nay cũng như là dịp cuối tuần là các tỉnh thành miền Trung, khi mưa lớn diễn ra trên diện rộng và gió đông bắc kết hợp với địa hình đón gió cùng với nhiễu động gió đông trên cao hoạt động mạnh. Trong đó, trọng tâm mưa là từ Quảng Bình đến Bình Định với tổng lượng mưa cả đợt từ nay cho đến ngày 25 tháng 10 từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến là từ 200 đến 400mm, có nơi trên 450mm. Tại Quảng Bình hay là Bình Định thì lượng mưa là từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do mưa kéo dài nên lũ trên các sông tại đây sẽ lên nhanh. Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Trị, sông Bồ của Thừa Thiên Huế hay là sông Vu Gia của Quảng Nam lên mức báo động 2, báo động 3 và trên báo động 3. Các sông chính tại Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định hay là sông Hương của Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn của Quảng Nam lên mức báo động 1, báo động 2, trên báo động 2. Ở phía Nam, dãy thấp xích đạo có trục từ 7 đến 9 độ vị Bắc tiếp tục là hình thế chính, chi phối thời tiết các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây có mưa nhiều nơi, tập trung vào chiều tối và đêm nay với lượng mưa là từ 20 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Trong khi đó, tại Bắc Bộ, do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trời tạnh ráo hơn, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức thấp. Cao nhất ngày, không nơi nào vượt quá ngưỡng là 25 độ, trời lạnh cả ngày và đêm, còn tại vùng núi cao thì trời rét. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, dù không có gió mạnh nhưng sẽ có xu hướng tăng mưa trong 2 đến 3 ngày tới. Tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, kèm theo đó là nguy cơ về tố lốc và gió giật. Như vậy, trong hôm nay, mưa xuất hiện nhiều ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm.